Xin chào các bạn đang quay trở lại với S News và cùng chúng mình cập nhật thông tin một cách nhanh nhất. Sau sự việc lùm xùm đăng đàn tố Eric bội bạc vừa qua, thì Sơn Ngọc Minh mới đây đã có một hành động khiến cho rất nhiều người bất ngờ khi anh đã xóa đi hết những bài viết và những hình ảnh có liên quan. Những ngày vừa qua, câu chuyện tình cảm của Eric và Sơn Ngọc Minh đã thu hút được sự quan tâm rất lớn của dư luận. Sơn Ngọc Minh đã cho rằng Eric đã đối xử tệ bạc và thực chất chỉ muốn lợi dụng tình cảm của anh. Vậy nhưng đa phần ý kiến của dư luận lại ủng hộ và đứng về phía Eric nhiều hơn. Nhìn vào những bức ảnh chụp đoạn tin nhắn giữa hai người, nhiều người cho hay Eric rất đáng yêu và lễ phép, không có gì phải bàn cãi. Dường như sau khi đăng bài tố Eric, thì Sơn Ngọc Minh đã phải nhận rất nhiều gạch đá và những lời chỉ trích. Có vẻ như anh chàng cũng không chịu nổi áp lực từ dư luận, nên đã có những phản ứng gay gắt có thiên hướng tiêu cực. Cho đến ngày hôm nay, Sơn Ngọc Minh một lần nữa lại khiến nhiều người bất ngờ khi những dòng chữ kèm hình ảnh tố Eric vừa qua bỗng lặn mất tăm. Lập tức nhiều cư dân mạng lại rất thắc mắc lý do tại sao Sơn Ngọc Minh lại xóa bài đăng trong khi lúc trước lại tỏ ra rất quả quyết và muốn phơi bày những góc khuất ra ánh sáng. Một vài bình luận được ghi nhận như sau. Sao tự nhiên Sơn Ngọc Minh lại xóa nhỉ? Thấy có lỗi với Eric hay là thấy mệt mỏi vậy? Mất công đăng rồi giờ lại xóa, thôi dù sao cũng mong anh sẽ ổn. Nguyên nhân khiến Sơn Ngọc Minh xóa bài vẫn chưa được tiết lộ, hiện tại vẫn chỉ có những suy đoán của cư dân mạng. Về phía Eric, từ khi câu chuyện bắt đầu cho đến giờ thì anh vẫn luôn giữ im lặng và không có bất kỳ động thái nào. Bài đăng tố Eric bội bạc của Sơn Ngọc Minh bỗng nhiên biến mất đã khiến cho rất nhiều người hiếu kỳ. Mọi thông tin liên quan sẽ được S News cập nhật nhanh nhất. Ngoài ra thì các bạn cũng đừng quên nhấn subscribe cho S News.